Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân, chương trình do kênh truyền hình quốc gia VTV9, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Penthouse thực hiện. Trước khi đến với cặp đôi ngày hôm nay, chúng ta sẽ chào đón hai nhân vật rất đặc biệt, hai người bạn đồng hành cùng Cát Tường, đó chính là MC Phương Thảo và chuyên gia tâm lý Hữu Long. Long, một người bạn rất là quen, rất là cũ rồi. Nhưng mà đây nè, người bạn gái của mình là rất xinh đẹp và lần đầu tiên đến với chương trình. Chào Thảo. Thảo đã xem qua chương trình Góc Phúc Hôn Nhân chưa? Dạ, thật ra em là một fan hâm mộ của chương trình. Wow. Bởi vì có ba lý do. Thứ nhất là em rất là mê chị Cát Tường. Thôi cảm ơn em. Dạ, và thứ hai nữa là những cái lời tư vấn như lời chia sẻ của các chuyên gia như là anh Long đây, thì em cũng cảm thấy là nó có rất là nhiều điều mình học hỏi được. Và quan trọng hơn cả là có 1001 câu chuyện của các cặp đôi. Mà em nghĩ là thật ra mình cũng dễ bắt gặp hình ảnh của mình trong đó lắm. Em thấy là một chương trình rất là ý nghĩa, bổ ích với những người đã có một cái quá trình hôn nhân, hoặc là những cặp đôi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, thì cũng học hỏi rất nhiều điều từ chương trình này. Thế còn anh Long? Rất là lo lắng và sợ đứng cạnh hai người phụ nữ rất xinh đẹp mà lại là hai MC nổi tiếng nữa. Sợ bị phụ nữ giành nói gì? Không có đâu, anh đừng lo. Trời ơi, ai mà giành nói nổi với anh? Chuyên gia tâm lý mà. Anh nói hay dữ lắm luôn á. Không khéo là tụi em lại bị anh làm cho lép vế nữa đó chứ. Kính thưa quý vị, thế là ba chúng tôi đã sẵn sàng rồi ạ. Bây giờ sẽ về vị trí của mình để chào đón cặp vợ chồng ngày hôm nay nhé. Xin mời hai bạn. Chồng mình thì rất cần cù, chăm chỉ làm ăn. 10 năm về trước, vợ chồng mình có cơ ngơi rất là đàng hoàng. Nhưng vì một phút sai lầm của ảnh mà vợ chồng thất bại, phải làm lại từ đầu. Bây giờ nói chung là kinh tế thì cũng ổn định đó. Nhưng mà mình rất lo vì cách chi tiêu của chồng mình. Vợ chồng tôi gắn bó với nhau 15 năm, tôi rất chia sẻ và thông cảm với vợ. Nhưng tôi không thể chấp nhận thói quen của cô ấy. Và thói quen đó, vợ chồng tôi đã từng cãi nhau. Em chào chị Đan, chào anh Kiên. Hai vợ chồng mình kết hôn với nhau được bao lâu rồi ạ? Dạ, được 15 năm rồi chị. 15 năm, thấy anh chị còn trẻ quá. Có được mấy cháu rồi chị? Dạ, hai cháu chị, đứa trai, đứa gái. Quá ngon lành, có nếp, có tẻ ha. Chị đang làm công việc gì chị? Em đang kinh doanh buôn bán dừa trái cây đó chị. Dừa của mình? Dạ. Hay quá, còn anh? Dạ, còn em thì đi bỏ hàng lấy trái cây ở miền Tây lên bỏ chị. À, vậy là hai vợ chồng cùng làm chung với nhau. Dạ. Thì ở chung nhà, làm chung nghề nữa, ngày nào không thấy nhau thì có gì đâu phải khúc mắc. Ý anh Long mà muốn nó là ở chung giường đó chị. Nhiều khi ta làm chung nhau, ta ở chung nhà, bởi vì ta gặp nhau hoài người ta mới có chuyện gây gỗ. Đúng rồi, thấy hoài chán. Chán dữ chưa? Nói nghe này, chán tạm thời thôi. Nếu mà chán luôn đâu có ở 15 năm. Thế anh đi miền Tây là có đi qua đêm không anh? Có chị, có khi em đi 1-2 ngày em mới về. Dạ. Tại vì về dưới mình phải gom hàng đủ rồi mình mới lên. Rồi mỗi lần đi vậy về miền Tây là ngủ ở đâu? Thì đi tới đâu thì mình ngủ đó. Có nhà nghỉ thì mình thuê mình ngủ. À. Còn có thì ngủ nhà bà con hoặc bạn bè. Vậy đi cũng cực khổ vất vả ha. Thế anh chị 15 năm có hai cháu. Thế mình nghĩ là mình đã hiểu được nhau, mình hiểu được sở thích, mình hiểu được cái tính cách của nhau không ạ? Nói chung là hiểu thì cũng có hiểu, nhưng cũng có cái khúc mắc này kia nọ. Em hỏi xương xương anh một câu nhỏ thôi, sở thích của vợ anh là gì? Trước mới cưới thì vợ em cũng thích em chợ đi đây đó đồ chơi. Hiện giờ sở thích của vợ em thì thích làm diễn viên. Em cũng cho vợ em đi học rồi. Hay quá. Vậy bây giờ hỏi lại chị nè, sở thích của anh là gì? Anh chỉ thích nằm xem tivi, xem tin tức. Phải vậy không anh? Dạ đúng, em đi thì nhiều rồi. Cũng như về muốn ở nhà mình xem tivi với gần vợ con đó, chứ cũng không muốn đi đâu. Em thì ồn ào em mệt quá. Như vậy thì cái điều gì mà chị cảm thấy là chị thích nhất hả anh? Cái lúc ảnh ngọt ngào nhất là em thích. Em ơi, em thích ăn gì anh đi mua cho Hay hoặc là chiều nay hai chồng mình chở con đi chơi nhé. Thì nói chung là ai cũng thích vui hết. Ngọt ngào mình thích thôi, còn ngoài ra thì không có thích được gì cả. Trời ơi, 15 năm phán câu phủ phàng quá. Chị có thích mấy lúc ngọt là còn như không thích gì cả. Ở nhà thì em cũng rất chiều vợ lắm. Công việc áp đặt em nhiều quá rồi, nhiều lúc em cũng hơi bực bội. Chẳng hạn như vợ em rủ hồi có thể chở con đi ăn được không anh? Em lúc đó em hứa, nhưng mà đột nhiên cái hàng điện về anh ơi hàng sắp lên rồi, thì em bắt đầu là em từ chối. Và nhiều khi vợ cũng không được vui, em biết, nhưng mà dù em phải làm. Mà làm sau được. Đó anh có đền bù cho vợ không? Lúc đi bỏ hàng đó mình gặp cái món gì ngon rồi về, biết cũng vợ mà cái món vợ được, mình mua về cho vợ. Hình như quê hai anh chị đều ở miền Tây hết hả? Dạ.
Dạ, miền Tây là thật thà chất phác, có sao nói vậy anh chị nha. Dạ. Bây giờ mình sẵn sàng hôm nay mình nói hết đi để mình tìm được cái tiếng nói chung về cho gia đình mình hạnh phúc vui vẻ hơn. À, dạ. Rồi, xin mời hai anh chị cùng quý vị khán giả chúng ta hướng mắt về sân khấu để theo dõi tình huống đầu tiên. Anh. Cái gì? Ủa anh làm gì vậy? Anh đang coi cái cách sử dụng tivi nè. Tivi hiện đại quá. Mua tivi cho lớn, cho hiện đại, rồi không biết xài. Em mắc cười quá. Tivi cho lớn cũng để cho em coi chứ có gì đâu mà em thắc mắc. Em muốn nói với anh á, là chú Sáu nói á, là đem trái cây qua nhà chú liền kìa, chú gọi 2-3 lần rồi đó. Từ từ đi, coi này xong mà chở cho, không có gì đâu gấp gáp. Mà anh cũng ngộ thiệt á. TV thì mua cũng vừa vừa thôi. Mua một chiếc cho bự, cho hiện đại, rồi giờ ngồi đó nghiên cứu. Em ơi, mua TV phải mua cho bự, cho hiện đại, coi nó mới đã. Lỡ rồi, mua cho nó bự lên, cho nó hoành tráng, em hiểu không? Chứ bây giờ mình mua cái TV nó nhỏ, xong rồi lỡ nó hư, mai mốt cũng tốn tiền. TV nhỏ hay TV bự gì cũng vậy hết trơn á. Chủ yếu là anh xài cẩn thận thôi. Ngồi làm bèm hoài vậy, mua cho em coi mà. Càng ngày á nha, em thấy anh càng ngày là muốn quay lại cái thói quen cũ rồi đó. Thói quen cũ là sao? Ăn xài phung phí nè, đụng đâu mua đó nè. Tính của anh á, trong gia đình này không ai lạ nữa hết trơn á. Anh không nhớ hả? Cũng chính vì cái tính này nè, cho nên á là nhà mình mới đổ nợ cách đây 10 năm đó. Thôi đi em ơi, cái đó là quá khứ rồi. Cái đó không phải là lỗi tại anh, lỗi là tại ông trời. Cái số của anh không được may mắn thôi. Mua cái máy cày, 2 cái máy cày có 300 triệu thôi. Cày không được là bị dở nợ thôi. Chứ có gì đâu mà em trách móc hoài. Có 300 triệu thôi, anh biết 300 triệu đó mà trong khoảng 10 năm trời phải cày còn hơn cái máy cày để mà trả nợ không hả? Quá khứ thôi mà nhắc hoài, không thích coi tivi, đập tivi chứ giờ sao? Đập tivi rồi, cái tiền mua tivi đó ai chịu? Mệt ghê à. Lúc nào cũng cái thái độ á, ăn xài phung phí hết đó. Mệt. Nè. Trái tim hỏi chị đang trước, loại cảm xúc của chị như thế nào? Trong khi mình coi xong thì mình nhớ lại 10 năm về trước. Trong công việc nhiều khi ảnh nghỉ hơi thoát, thành ra mình làm rồi mình thất bại. Trong khi thời gian thất bại vợ chồng cũng phải 10 năm mới làm lại được. Trong 10 năm vợ chồng rất là khổ. Là do anh thất bại giống giống như trong cái tiểu phẩm vậy đó hả chị? Đúng rồi chị. Nhưng mà làm ăn thì mình cũng không nói trước được. Thất bại là do không may mắn giống như cái anh chồng anh nói, hay là do cái tánh phung phí của chồng? Nói chung đi, mận ăn thất bại là không phải là do chồng. Ý em nói chỉ là chồng trước khi làm công việc gì phải suy nghĩ cho kỹ, mình có nắm được chắc hay không. Hả, làm chồng em hơi gia trưởng tí, muốn làm gì tự quyết định, không có nghe ý kiến của vợ. Nói chung là một phút sai lầm, thành ra 10 năm mình phải khổ. Sau cái lần thất bại đó, 10 năm qua ảnh đã thay đổi tính tình ảnh chưa? Ảnh bây giờ ảnh làm việc gì, ảnh có bàn bạc với chị hay không, hay là vẫn tự quyết định một mình? Dạ có chị, có bàn bạc. Nhưng mà nhiều khi bản chất á thì thay đổi được chị 70% đi, còn 30% cũng không thể nào trọn vẹn được. Chị có chấp nhận cái 30% đó không? Em cũng chấp nhận, nhưng mà em cũng thường hay nhắc nhở ảnh là nên có thể hoàn hảo hơn được, được 100% luôn thì càng tốt. Rồi còn cái tính phung phí là sao ạ? Ví dụ như tình huống vừa rồi vậy đó, mua tivi thì em chỉ cần là nhỏ đủ coi thôi, mua bự quá. Rồi ví dụ như riêng tivi hay hoặc là điện thoại thì mua điện thoại mắc tiền quá. Hay hoặc là muốn sắm sửa cái gì thì cũng muốn mua cho to, cho bự, hay hoặc là muốn cho mắt. Nhưng đối với bản chất của em thì em không cần như vậy. Chỉ mình xài được là đủ rồi. Coi như tiền đó lại tiết kiệm sau này để lại cho con. Nhưng mà chị có chia sẻ cái điều đó với ảnh không? Có, ảnh nghe rồi, xong rồi cũng vậy thôi. Xưa giờ, lúc nghèo hay lúc giàu thì ảnh cũng vậy, hay là khi mà ổn định cuộc sống kinh tế dư giả thì ảnh mới có cái tính đó? Nghèo thì ảnh có thể suy nghĩ lại được, ảnh muốn mua món đó, nhưng mà không tiền thì ảnh không mua. Nếu mà đợi có tiền mua thì anh cũng mua theo ý ảnh. Có nghĩa giàu nghèo gì, hễ có tiền, có đủ điều kiện thích là mua thôi. Đúng rồi. Nhưng mà những cái mà anh mua thì em thấy thực sự là nó cũng phù hợp với cái mong muốn của anh, là muốn cho gia đình sử dụng chung, đúng không? Hay là anh phung phí những cái mà riêng cho cá nhân ảnh thôi? Phí riêng về cá nhân thì không có. Dạ, anh là quá tay thoáng tí không? Dạ tay. Nhưng mà chị có nghĩ là đó cũng mặt tích cực chứ của ảnh không? Nó sẽ làm cho cuộc sống nó thoải mái hơn. Ảnh không phải là một người đàn ông quá ki bo hay là quá kỹ tính. Ảnh sống thoáng thì cũng là điều tốt. Nhưng mà hiện tại cuộc sống thì em nghĩ mình nên tiết kiệm là điều tốt hơn. Rồi mỗi khi mà chia sẻ với nhau, nhưng mà cuối cùng ảnh cũng làm không có đúng với cái mong muốn của chị, thì hai vợ chồng có khi nào có xung đột với nhau, có cãi vã lớn tiếng với nhau không? Nhiều khi có chị. Rồi em cũng suy nghĩ là vợ chồng sống 15 năm rồi, bây giờ mình nói như thế nào ảnh cũng không thay đổi được. Nhiều khi cũng hơi ấm ức tí. Có nghĩ là cái cách mình chịu đựng như vậy á, nó sẽ ảnh hưởng tới ảnh hoặc là ảnh hưởng tới hai đứa con của mình không? Có chứ, là mình hơi bực dọc. Thì nhiều khi mình nhìn con thì có thể mình hơi kìm nén lại. Nhưng mà năm này qua năm nọ thì cuộc sống riết nó cũng quen rồi. Coi như là chỉ dùng gừa cam chịu, tại vì không thay đổi được.
Thôi bây giờ nghe ý kiến anh một chút xíu đi. Tính em gia trưởng thì có một phần đúng đi. Giờ em nói là em mua máy cài là để gây nợ là cũng đúng. Một phần em kinh doanh, một phần em mua máy cài là tự nghĩ là mình sẽ quản lý được. Thì trong khi đó em như vậy, em nói mới đầu không chấp nhận, rồi chấp nhận cho em mua một cái. Rồi em cảm thấy em ăn ăn là có thu nhập cao thì em mới bỏ qua kinh doanh một bên, rồi em tập trung vô em mới đầu tư, em mua nhiều máy quá. Ở miền Tây thì đồng nó gồng ra, máy mình bỏ chỗ này rồi đi đồng khác thì bỏ, nhiều khi quản lý không kịp, trời xui đất khiến em không bằng, không có trọn vẹn, em quản lý không được rồi bắt đầu này thì nó thất thoát đầu kia. Chẳng hạn như mua tivi, giờ em nói là mua cái nhỏ, em thấy giờ con thì cũng lớn rồi, mình cũng muốn mua một cái tivi bự đằng cho con mình, nó nở mặt nở mày người ta, dù biết là số tiền nó hơi lớn. 10 năm trước em đã gây nợ, con đâu có tivi siêu mỏng mà để coi, chỉ coi được cái vô tiếng thôi. Khi em làm được nhiều tiền thì em cũng muốn mua một cái tivi để cho con mình nó nở mặt. Cái mục đích của anh thì cũng là mục đích hướng tới, dạ, cái tốt, lo cho vợ, cho con, cho gia đình. Nhưng mà cái chị cũng có cái lý của chị, rằng là mình phải còn, tại vì con mình còn nhỏ nữa, mình còn, dạ, có cái tương lai dài cho hai đứa, đâu phải lúc nào mình cũng làm ăn thuận lợi như bây giờ. Tại vì anh đã từng thất bại, anh phải hiểu hơn ai hết. Kinh doanh mà, đâu phải là mình đi làm công nhân hay mình làm thuê có cái lương ổn định đâu anh. Rồi những cái lúc mình ốm đau, bệnh hoạn, hoặc mình làm ăn thua lỗ, thất bát, thì phụ nữ thì cho ta có cái tầm nhìn xa hơn, người ta muốn anh tiết kiệm. Cái gì? Phụ nữ tầm nhìn xa hơn, phụ nữ người ta chi tiêu là cần tiết kiệm hơn, người ta có tầm nhìn xa là tầm nhìn xa để lo cho mái ấm gia đình, cho tương lai con cái, đúng không? Xa ra chưa gì đó thì cái binh vực người ta cho phụ nữ lên một chút đi. Tường thấy là vợ anh lo lắng cũng đúng, chỉ cần hai anh chị mình nên lập ra một cái nguyên tắc đi, ví dụ như anh chỉ được chi tiêu cái khoản nào thôi, thí dụ như cho nhà mình năm tháng này không thu. Nhưng mà anh lại cũng có tiền, anh đi buôn mà, nhiều lúc anh cũng cầm tiền trong tay, đúng không? Và anh thích anh mua thôi à? Thì đó, bây giờ phải bắt ảnh là bây giờ thật ra kinh tế trong gia đình hiện giờ là ai quản lý vậy chị? Hai chồng quản lý chung thôi chứ không có riêng biệt của riêng ai. Dạ, có như là cái quỹ hai chồng có nhiêu mua bán thu mua gì là tự nắm với nhau hết, đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Đó thì bây giờ anh chị nên lập cái quy định để mình chi tiêu trong nhà. Ví dụ như một tháng này mình thu vô là 10 triệu thì mình là phải để dành 3 triệu là cất, không ai được xài tới cái tiền đó, để lo gọi là cái gọi quỹ tiết kiệm đó. Rồi ví dụ như 30% là để ăn uống chợ búa bếp núc, ví dụ vậy. 20% là sắm sửa trong nhà, thuốc men bệnh hoạn, 20% để dành đi chơi đi du lịch hay là tiệc tùng đám cưới đám hỏi. Em nói ví dụ thôi. Cái đàn ông chúng tôi á, khi mà sắm sửa đặc biệt là các cái vật dụng mà nó có tính sử dụng lâu dài thì chúng tôi ít để ý cái chuyện là giá cả, mà để ý cái chuyện là nó phải bền phải chắc, và mua thì không phải tốn quá nhiều công sức để sửa nó. Ví dụ đàn ông ra đường đi, một cái điện thoại mà nó quá cũ hoặc là nó quá lỗi thời rồi, với một điện thoại xịn đi thì anh ơi, nhưng mà phải tùy theo công việc của người chồng là gì. Còn mình đi buôn đi mà mua trái cây, mình chỉ cần bóc điện thoại gọi trái cây tới đâu rồi, bữa nay giá nhiêu, chôm chôm nhiêu, xoài ít mà ngổ nhiêu, thì điện thoại tốt, bắt sóng tốt là được rồi, đúng không chị? Cần gì công nghệ cao, không, anh đừng bình dực đàn ông. Không phải, ví dụ khi mình cái điện thoại để mà bút hàng đi thì cái điện thoại khác cũng được. Nhưng khi đi ra đường này kia, trời ơi, một người xài một sim thôi. Nhưng mà riêng trong công việc làm ăn đi thì ảnh có tự ý quyết định hay không, hay là ảnh ngồi lại ảnh trao đổi với chị những cái chuyện lớn trong gia đình? Chị hỏi em 10 năm trở về đây đúng không? Dạ đúng rồi. Có ảnh có bạn với em, tại vì một lần thất bại thì nói chung đi cũng rút kinh nghiệm, nhưng mà kinh nghiệm của ảnh thì chỉ được, em có nói là chỉ được 70% thôi. Vậy là vẫn có 30% là cái tự động quyết, là tự động mua đó, tự động đó mua là cái tính thưởng vẫn còn, ngay cả trong làm ăn luôn, chứ không phải là chị mua sắm không, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Cái 30% mà cái lúc mà anh mà tự quyết định đó là anh thành công hay thất bại trong 10 năm nay? Em cũng quyết định đang tính phương hướng để kinh doanh nhưng mà vợ không cho. Ban đầu em cũng cương quyết lắm, nhưng mà suy nghĩ lại bây giờ em lớn tuổi rồi, con nó cũng lớn rồi, học càng lúc càng nhiều, chi phí càng nhiều. Bây giờ em mới suy nghĩ lại là quyết định của vợ là đúng, tại vì mình đã sai rồi, không muốn sai nữa. Nếu sai nữa không còn cơ hội để làm có tiền để lo cho con. Và từ đó thì em cũng không có còn quyết định được nhiều nữa. Trời, tại vì thương cũng... quá à. Vậy cũng nhục chí ảnh chị, ảnh thất bại có một lần, ta thất bại mẹ thành công. Biết đâu sau cái lần thất bại đó ảnh sẽ có những kinh nghiệm. Bây giờ mà chị giống như anh, giờ anh có cái suy nghĩ tôi sai một lần rồi, giờ gì tôi cũng hỏi vợ con hết. Thì thật ra nhiều khi ảnh bị nhục chí á. Em nghĩ là hai chồng và tất cả mọi chuyện mình đều đưa ra, mình bàn bạc với nhau. Tại vì một cái đầu không thể nào bằng hai cái đầu, rồi mình mới đưa ra thấy cái nào mình phân tích mà lợi có lợi thì mình làm, chứ không phải là anh phải là quyết định hết hay là chị là quyết định hết, thì như vậy cũng không nên. Không biết là anh hôm nay thì anh có những cái gì mà anh chưa hài lòng về vợ của mình. Bây giờ xin mời hai anh chị tiếp tục theo dõi tình huống thứ hai của chương trình. Trời đất ơi, đi
đâu nãy giờ. Em đưa tiền cho anh. Tiền gì? Đưa tiền để anh đi lấy hàng, 30 triệu để anh đi lấy hàng. Lấy hàng gì? Trời đất ơi, tuần trước anh đã nói với em rồi, lấy cái tiền hàng mà hôm trước là mình nói để mình đưa cho khách mối của mình đó. Ủa vậy hả? Vô lấy tiền đưa anh, lẹ lên. Ủa có chuyện gì vậy? Nè, khai thiệt đi, có chuyện gì giấu anh phải không? Em cho anh Trúc mượn tiền rồi. Bao nhiêu? 20 triệu. Trời ơi, sao cho mượn hoài vậy trời? Em á, suốt ngày cứ cho bạn bè mượn tiền hoài. Mượn có bao giờ nó trả không? Nó quà nó than vàng với em, tại vì em thấy nó tội nghiệp quá cho nên mới cho nó mượn. Tội nghiệp cái gì? Anh hỏi em nè, có cái người nào mà đi mượn nợ mà không than cái hoàn cảnh của mình ra không? Mấy lần rồi cứ gọi điện xong mà cái nó ò e, thế xong mà nó hẹn tới lần này tới lần khác, có bao giờ trả không? Thì anh cũng biết là cái tính em rất là thương người. Thương người quá đáng. Mệt mỏi à, tiền bạc là bao nhiêu đưa bạn bè mượn hết rồi. Đó bây giờ tiền lấy hàng cũng có luôn. Anh từ từ đi, anh làm gì dữ vậy? Cái tiền hàng này á để em lo, miễn em lo được cho anh thôi, được chưa? Mệt quá. Tình huống này là đúng của em luôn đó chị. Có lần là em lấy hàng thì em hỏi vợ đưa tiền anh đi lấy hàng, tại vì hàng đợt này hơi nhiều. Thì vợ cũng ấp úng, thì em mới biết rồi em mới hỏi chứ tiền cho mượn nữa rồi phải không? Dù biết bạn bè nhưng mà dính vào tiền bạc nó khó khăn lắm. Nhiều lần kẹt quá rồi chị em bạn điện qua cự cãi nhau thì em cũng không hài lòng. Tình nghĩa là tình nghĩa, tiền bạc là phải ra tiền bạc. Mà nhiều lần vợ chồng cự cãi, mà nhiều khi là chửi thề, tại vì em bực sức quá em phải chửi thề. Những lần cho mượn đó tới nay thu hồi vốn là hết được chưa? Hiện tại bây giờ là em nói thẳng là giờ vẫn còn cho mượn. Em biết đó nhưng mà vợ em không nói, nhưng em biết, em đoán được. Những cái đối tượng mà cho mượn đó là có lui tới vài nhân vật đó mượn hoài hay là mỗi ngày mà mở rộng ra? Thì cũng bạn của vợ em và cũng em cũng biết, cũng là chị em bạn với nhau cũng biết, nhưng mà ý em là không muốn, tại vì mỗi một lần mình cho mượn tiền như vậy mà họ trả đúng hẹn á, mà trong cái việc mình chưa cần xài đến á thì nó sẽ ổn thỏa hơn, nhưng mà lúc mà mình cần xài đến rồi đó, em bắt buộc vợ em phải kiếm tiền cho em. Thì vợ em mới gọi điện thoại sẽ mít lòng, nhiều cái mít lòng rồi không có, rồi tranh ra rồi vợ chồng cự cãi. Trong cái tiểu phẩm đó là chị vợ chỉ nói là được rồi, cái tiền hàng này để em lo cho anh. Thì ở ngoài đời sống thực tế là những lúc lo như vậy là chỉ lo bằng cách nào? Vợ chồng tiền trong nhà thì đã biết hết, thì chỉ có mượn em út nhà thôi, trong gia đình thôi. Có khi nào mượn bạn bè ở ngoài không? Mượn là những cái người mà đã từng mượn của chị á? Không đâu, vợ chồng em nói chung là khổ nhiều. Có mượn là mượn của gia đình, chưa hề mượn của bạn bè. Anh bực mình với vợ mình xong khi mà vợ cho một người khác mượn tiền ấy. Xong rồi khi mà vợ lo được rồi đấy, anh có cảm giác là đó là ví dụ như mình ở giá, nhưng mà đừng có làm lớn chuyện nhá, nhưng mà đừng có la lớn vợ cho mẹ. Ơi, ân hận, có cảm giác ân hận không? Không? Có chứ. Nói chung là lúc nóng thì mình muốn nói cho bằng đặng bằng được, nhưng mà khi nguội rồi mình cũng phải có cách dỗ dàng. Mà có khi nào động tay động chân không anh? Có chị. Đó, cái này không được à. Như là dồn mình vào đường cùng này, là mượn bên nhà nó chưa có tiền thì hàng thì lên, mà chị không có tiền thì hàng cứ đồ hoài, chị đâu có dám lú mặt về dưới thì người ta bắt buộc chị phải đưa tiền, rồi nhiều lúc người ta không giao hàng cho mình luôn, rồi vợ chồng có cự lộn. Dặn thì có quýnh thiệt, nhưng mà quýnh rồi thì cũng cảm nhận là mình sai quá. Nhưng em muốn hỏi chị chút xíu là những cái người mà mượn tiền chị á thì thường họ lấy cái lý do gì để mà chị có thể mà nhiều lần cho mượn như vậy? Trong cuộc sống thì em cũng biết nhận thức chứ không phải là không. Bạn bè hỏi mượn tiền thì nhiều khi là cha mẹ bệnh, hay hoặc là con đi ra đường chơi có vấn đề về xe cộ, hay hoặc là đang ơi cần lãnh lương rồi mà hết tiền ăn. Nói chung nó có nhiều nguyên nhân lắm. Em ví dụ đi, như con Hồng hỏi mượn đi, nó hứa nó hẹn nó không trả, rồi là mình rút kinh nghiệm con đó rồi, cái mới mốt cái con khác. Con khác cái nó năn nỉ hoài, cái mình suy nghĩ vậy nè, không lẽ con này giống con kia nữa, nhưng mà thực tế nó giống nhau nhiều quá. Có rất là kinh nghiệm không? Có kinh nghiệm, nhưng mà thật sự tách em thì em ví dụ đi, trong túi có 50 ngàn đi, mà nhiều khi mình đang đói đó, nhưng mà gặp bạn đó nó năn nỉ nó khổ hơn nữa, thì móc 50 ngàn đưa cho bạn để mình nhịn đói về nhà mình ăn, cũng rút kinh nghiệm đó, cũng bức xúc tiền mình mệt mệt mà, nhưng mà cũng thay đổi được 70% thôi. Vẫn lén cho mượn tiền đúng không? Cũng lén lén cho mượn nữa. Bây giờ mình đang còn bao nhiêu người nợ tiền mình nè? Nhiều lắm á chị. Nhiều lắm chị. Ghi lại không hay là chị nhớ vậy thôi? Có ghi vậy chị, nhiều khi có nhiều, có người thiếu nhiều luôn á, mà ta gọi mình thì bắt máy được, mà mình gọi người ta không bắt máy. Khổ ghê vậy đó. Bây giờ có ngán chưa? Ngán rồi. Cái lần chị cho mượn nợ gần đây nhất là cách đây bao lâu rồi? Cũng gần đây thôi.
nhiều khi tuần trước nữa. Trời ơi. Cái số tiền nó nhỏ thôi, tại vì mình rút kinh nghiệm rồi. Ví dụ như mình giúp bạn nhưng mà lỡ bạn nó có giật luôn thì kệ, coi như cho nó, cho mượn số tiền lớn nữa thì không dám nữa. Rồi những cái lúc mà gặp cái tình huống giống như nãy á, là ảnh cần tiền lấy hàng mà chị thì đã cho bạn mượn rồi, những cái lúc đó thì chị giải quyết như thế nào? Em mượn người thân, gia đình cho mượn đi. Mày không cho tao mượn đưa ổng á, ông chửi tao chết. Ông chửi tao chết. Tao lỡ cho tao mượn. Anh cũng có cái động tay động chân đó. Vậy cái lúc đó thì cái cảm xúc của một người phụ nữ mà bị chồng tắt tay thì nó sẽ như thế nào? Cảm xúc lúc đó rất buồn. Nếu biết đánh vợ như vậy thì có thể nói nhẹ nhàng hơn. Tại bây giờ mình có quạo quọ hay hoặc là như thế nào thì vợ nó cũng như vậy. Tại cái bản chất nó đã như vậy rồi. Mà nhiều khi em giận nhưng mà nhiều khi em cũng cảm nhận đó là lỗi của em. Thì cái nghề nghiệp á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hành vi ứng xử của con người. Nên để ảnh mà ra được thương trường, ảnh buôn bán, gọi là cái hành vi của ảnh á, nó phải là mạnh mẽ và thậm chí là không muốn để người khác bắt chẹt mình. Và chính cái điều này nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái tính cách của ảnh. Và trong cái hành xử của ảnh á, lúc đó ảnh cũng thừa nhận là ảnh làm như vậy nó cũng không đúng. Ảnh nóng, ảnh la, ảnh mắng, thậm chí là ảnh bạc tay chị, ảnh cũng không đúng. Và điều này thực ra về mặt pháp luật ấy, không được phép. Tay là vì chị thương anh, lỗi của mình một phần nữa, nên không làm lớn chuyện. Nên hy vọng những lần sau, nhưng với người đầu ấp tay gối của mình, tôi nghĩ là ở một khía cạnh nào đó mình cũng phải học cách kiềm chế nó. Và với chị thì cũng phải có cách để mà tránh. Chứ lúc mà ổng đang nóng như thế mà chị cứ sân sấn tới là để tôi lo thì chắc là có chuyện thôi. Thật ra không có cái gì là người ta nhân vô thập toàn. Cái cách của anh đó, anh phung phí, anh muốn chi tiêu cái gì thì anh phải nghĩ đến còn con cái, còn tương lai nữa, rồi sau này mình ốm đau bệnh hoạn. Em biết mà, người miền Tây là hào sảng lắm, làm ra 10 mà xài tới 11 lần. Đó thì mình biết cái điều đó, mình tiết chế lại một chút là tốt cho gia đình của mình hơn. Còn ngược lại chị, khi mà chị chuẩn bị rơi vào cái lời ngon ngọt của những người mượn nợ mình á, thì chị hãy nghĩ tới là những cái lúc mà anh đi đường xa, đi đường dài mà đi miền Tây nó nguy hiểm lắm chị. Khói bụi, rồi ăn dầm nằm về, xa vợ xa con, ăn cơm hàng cháo chợ thì chị phải hiểu. Thì mình phải nghĩ lại. Khi mình nghĩ đến cái điều đó, những cái cực khổ của chồng mình thì mình phải sững lại. Thôi cái số tiền này là chồng mình phải đi nè, mấy mùa nè, mấy vụ mới được nè. Thì tự nhiên mình sẽ tiết chế lại. Và bản thân chị cũng phải lập ra, chị chỉ được chi tiêu cá nhân chị 10%, 20% nào đó thôi. Thí dụ như chị nói chị thương người, chị giúp đỡ người nghèo, hoặc chị đi làm từ thiện, không ai cản hết á. Nhưng mà thà đi làm từ thiện chị. Còn giống như chị nói bạn, thà bạn mình thân quá, nó khổ quá, mình cho nó 1 năm 300, 1 triệu, 2 triệu là cho. Còn mượn á, mà không trả là vừa mất bạn, vừa mất tiền. Đúng không chị? Đúng. Cho nên chị cũng phải nên cho mình được quyền một cái quỹ nào đó để thỏa mãn những cái nhu cầu của bản thân, trong đó có kể cả cái lòng thương người và cái việc làm việc thiện luôn. Ví dụ nó là cái quỹ anh đi xa 20% chi tiêu, chị cũng 20% trong khoảng đó thôi. Thì chị cho mượn trong khoảng đó thôi thì được. Chứ bây giờ cái chị lấy cái tiền ảnh đi buôn mà chị cho mượn luôn là tiêu rồi, cái đó là không được rồi. Chị Tường chị rất là tâm lý, bởi vì không hướng con người ta tới những điều tiêu cực. Bởi trong gia đình là phải hạnh phúc, đúng không ạ? Và muốn hạnh phúc thì ta phải nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất. Nghĩ tới thành quả của chồng, cái sự vất vả như thế nào. Nghĩ tới cái người vợ mình đầu ấp tay gối chăm sóc con cái thế nào. Thì tự nhiên mình sẽ hóa giải rất là nhiều thứ. Và cái điều là một điều rất là thú vị. Và tôi nghĩ là khán giả xem Góc Hôn Nhân sẽ cảm thấy rằng là ở đây có những giải pháp và cái tháo gỡ bằng cái điều, những điều tích cực nhất, những điều giá trị nhất và nhân văn nhất mà chương trình mang lại cho chính bản thân tôi cũng như tất cả mọi người đây. Em thì thấy là rõ ràng đi qua một cái chặng đường 15 năm thì nó không phải dễ dàng gì. Mỗi người đều biết được là cái điểm mạnh của mình, điểm yếu của mình cũng như là của đối phương. Thì bây giờ thì hy vọng là qua chương trình, qua những cái lời chia sẻ của chị Tường và anh Long, thì anh chị có thể là nhìn nhận lại vấn đề để mà có thể tiếp tục dắt tay nhau đi tiếp cái đoạn đường phía trước. Em tin chắc là nó sẽ còn rất là nhiều điều ngọt ngào đang chờ đợi anh chị với cái tình yêu thương, sự thông cảm và thấu hiểu mà anh chị dành cho nhau. Quan trọng là sau 15 năm tình cảm của hai anh chị dành cho nhau vẫn đông đầy. Vẫn yêu thương lắm, chỉ có một chút xíu trục trặc nhỏ thôi, không có vấn đề gì cả. Chúng ta đối thoại với nhau, chia sẻ với nhau là giải quyết được hết. Mà em cũng đồng ý nhất trí ảnh là phải nói không. Tại vì cái lý do đó nó rất là chính đáng. Mình phải lo bản thân mình trước đó đã. Chị nói em hiểu giờ qua chương trình này, em có thể rút kinh nghiệm lại là mọi thứ mình ưu tiên cho chồng với con là điều tốt nhất. Đúng rồi. Là số chị. 1. Dạ. Em muốn nói chung là vợ muốn chồng thay đổi là về khía cạnh là bớt nóng tính lại tí. Và sống với nhau 15 năm thì chồng phải hiểu vợ nhiều hơn tí. Đừng mỗi chuyện gì nên lớn tiếng lẫn nhau. Rồi vợ chồng đôi khi cãi giả con nó không được vui.
Em nghĩ là anh chị cần có ít phút để anh cũng sẽ bình tĩnh lại. Em rất là đồng cảm với anh nha. Em rất là trân trọng cái tình cảm của anh dành cho vợ con. Và em cũng hiểu, và em cũng nghĩ rằng là chị cũng sẽ cảm nhận được đó. Nhưng cái cách thể hiện chỉ là chị mạnh mẽ như vậy thôi, chứ không phải là chị không có thương chồng, thương con đâu. Không đúng như vậy. Nhìn cảnh này thì rớt nước mắt đó chị. Nên chị đừng suy nghĩ lại nha. Làm việc thiện là khác nha chị. Làm việc thiện là giúp nhiều người, làm một cái việc gì đó ý nghĩa. Thà ví dụ hai vợ chồng với hai đứa con ha, chị làm một năm trích ra 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu, cả gia đình đưa nhau đi làm những cái công việc thiện, những tham gia những cái chuyến thiện nguyện, làm từ thiện. Mình dạy luôn cho con mình luôn cả cái cách biết giúp đỡ người khác, lá lành đùm lá rách. Em thấy nó ý nghĩa hơn cái việc là chị cho người này người kia mượn tiền. Cảm ơn ca sĩ Mỹ Anh rất là nhiều với một bài hát rất là tình cảm, rất là ngọt ngào và rất là phù hợp trong cái hoàn cảnh như thế này. Cảm ơn Mỹ Anh nha. Điều mà mình đang suy nghĩ từ nãy đến giờ, dành cho nhau những lời hứa, và hy vọng rằng những lời hứa này sẽ được anh chị biến nó thành hiện thực ạ. Mời hai anh chị. Bây giờ vợ suy nghĩ thì chỉ giới hạn thôi. Và từ đây về sau là vợ hứa vợ không cho ai mượn tiền nữa hết. Tiền để dành lại cho con. Và có thể sau này vợ chồng lớn tuổi rồi mình không làm được thì mình còn tiền. Nhưng mà anh cũng muốn em á, mình hứa những gì giữa chương trình này thì cũng là cho thực tế bài học cho vợ chồng. Là nói chút muốn vợ hứa là làm được đúng không? Tường và Tường nghĩ rằng hai người bạn đồng hành cùng với Tường cũng rất là xúc động, đặc biệt là những cái tình cảm mà anh dành cho vợ con. Thì em hy vọng rằng là qua chương trình ngày hôm nay rồi, chúng ta đã giải tỏa được những cái khúc mắc của mình rồi, thì hai vợ chồng sẽ có những cái khoảnh khắc ngồi trò chuyện lại, mình sắp xếp lại một chút xíu cái trong gia đình của mình thôi. Em nghĩ là mọi việc sẽ ổn hết, anh đừng quá lo lắng ha. Riêng anh là cũng không có được động tay động chân với vợ, Tường cũng không đồng ý cái đó. Nhưng mà thật sự hôm nay rất đồng cảm với anh, thì Tường xin thay mặt chương trình Góc Khuất Hôn Nhân, xin thay mặt cho các bạn đồng nghiệp của Tường chúc cho vợ chồng anh sẽ luôn luôn là vui vẻ, hòa thuận, đồng vợ đồng chồng. Bởi vì khi mà đồng vợ đồng chồng thì tác biển Đông cũng cạn. Thưa quý vị, khi mà đến với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân, chúng ta sẽ có rất là nhiều cung bậc cảm xúc, có vui đó, có buồn đó, có những thăng trầm, có những đau khổ, có những hạnh phúc. Và hy vọng rằng là những cặp đôi nào mà chúng ta vẫn còn có những cái góc khuất mà muốn được chia sẻ thì chúng ta cứ mạnh dạn đăng ký với chương trình Góc Khuất Hôn Nhân nhé. Và chương trình Góc Khuất Hôn Nhân do kênh truyền hình quốc gia VTV9, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với công ty truyền thông Pinhouse thực hiện, với khung giờ phát sóng rất quen thuộc 20:25 thứ sáu hàng tuần trên kênh VTV9. Quý vị nhớ đón xem và giới thiệu cho thật nhiều người cùng xem nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau. Rượu bia vô á là bắt đầu anh về nhà anh lôi hết vợ hết con ra anh kiếm chuyện, thì là hầu như là anh bị ra rìa với tất cả mọi cái hoạt động trong gia đình. Bây giờ là thương là để trong tâm hồn tôi, tim tôi chứ ai nói ra anh nữa. Mà hôm nào mà về tầm 10 giờ hay 10:30 á thì anh cũng có nói, thì Tường có cảm giác giống như gia đình chị Tân cách ly ảnh ra. Điều ngược lại là bình thường mình không có nói, thì 30 phút mà lúc mình uống rượu vô xong á mình nói những điều mình chôn giấu trong lòng mình nói ra thì chắc là gia đình mình sẽ còn vui hơn nữa.